Oh,
nóng làm người càng thêm bực bội. Bực bực vì mãi không tin sớm nay nói bờ hồ xuống hương xuống tán phủ xe mà không có tha ở đó. Bực mình vì hôm qua có đứa bảo vệ đòi dắt xe dừng tay, chắc coi thường ta đã già. Rồi, được rồi. Thôi, chào anh em mình nha. Wow.